bọ trĩ và rầy xanh cho dưa hấu. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây có một vài món để sử dụng để xịt trị con rầy xanh và con bọ trĩ cho cây dưa hấu. Cái số này sẽ đi về Long An để làm việc vào cái vườn dưa hấu, nó đang bị những con như là bọ trĩ và con để phòng trị những con bọ trĩ, con rầy xanh đang tấn công cây dưa hấu con mới trồng nhé. Rầy xanh này, một bộ của nó là gồm có một chai với ba gói như này, thì cô chú anh chị em có thể pha được khoảng tầm 3 phi là bằng 600 lít nước, là bằng với khoảng tầm 30 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Trong bộ này thì ngoài rầy xanh và những con bọ trĩ ra thì nó còn có thể là có tác dụng với cả những con sâu lá nữa, những con sâu ăn lá, những con rầy, những loại con rầy khác nữa nhé, như là con sâu xanh trên lá này, con dòi đục lá và những con rệp, con bọ nhảy, bọ trĩ này, rầy xanh, nhện đỏ. Thuốc sẽ có phụ gia cực mạnh để diệt trừ sâu, rầy, nhện, bọ và không bị kháng thuốc này, ít độc với người và gia súc gia cầm. Đặc trị sâu, nhện, bọ. Đặc trị rầy nâu, rầy xanh, bọ trĩ, bọ nhảy và rệp sáp, bọ xít mũi. Hạ gục nhanh, lưu dẫn mạnh và hiệu lực kéo dài này. Thuốc sẽ lưu dẫn và tiếp xúc thấm sâu, nội hấp, tác động rộng, hiệu lực cao đối với nhiều loại sâu rầy trên nhiều loại cây trồng. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này, và bật luôn cái nút chuông thông báo lên, để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Hoặc cũng có thể là bấm cái nút theo dõi ở bên góc bên dưới video này này. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.